ngờ ca sĩ Trường Vũ nổi tiếng một thời lại sống khổ cực thế này trên đất Mỹ. Trong số các nghệ sĩ nổi tiếng ở hải ngoại, Trường Vũ ít về biểu diễn ở Việt Nam. Mỗi chuyến về quê của anh cũng kín tiếng, thường là không kèn không trống, vì nam ca sĩ thích sự giản dị và đơn giản. Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Hoành, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Anh là con thứ năm trong một gia đình có 6 người con, gốc Triều Châu, đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, anh vượt biên và ở trại tị nạn Palau Bidong, Malaysia hơn một năm, sau đó thì định cư tại Los Angeles. Trong thời gian ở Los Angeles được nghe những băng nhạc thu âm cũ từ quê nhà qua giọng ca của Chế Linh và Duy Khánh đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp sau này của anh. Sau đó Trường Vũ có ghi danh học trung học phổ thông nhưng đã bỏ ngang vì quá đam mê ca hát. Vào một dịp tình cờ, ca sĩ Trung Tử Lưu nghe anh hát và đã mời anh về cộng tác với Trung tâm Phượng Hoàng và Trung tâm Ca Dao. Thời gian đầu, việc thu âm thật khó khăn vì ngôn ngữ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày của anh là tiếng Triều Châu và Quảng Đông. Đối với tiếng Việt, anh chỉ hiểu những từ ngữ đơn giản. Qua lời tâm sự của anh thì người giải thích những lời bài hát anh chuẩn bị thu âm và người hướng dẫn anh trong việc phát âm tiếng Việt, đó là cô bạn gái có tên là Anh Tư. Ngoài ra thì cô cũng là người đã khuyến khích và ủng hộ anh vào con đường ca hát. Trong thời gian chập chững vào nghề, anh đã theo học với nhạc sĩ Duy Khánh 5 năm, được ông hướng dẫn về nhạc lý và phát âm. Ngoài ra thì anh còn được ca sĩ Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn anh trong việc giữ hơi và luyến láy. Năm 2006, ca sĩ Trường Vũ được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam và năm 2010 có 2 đêm diễn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trường Vũ đã cộng tác với các trung tâm như Trung tâm Ca Dao, Trung tâm Phượng Hoàng, Trung tâm Tình, Trung tâm ASEAN, Trung tâm Vân Sơn và Trung tâm Thủy Nha và xuất hiện trên nhiều băng nhạc, CD và DVD của các trung tâm này. Anh nổi tiếng với những ca khúc nhạc vàng bolero như Đám cưới nghèo, Thân phận nghèo, Nghèo mà có tình và nhạc lính như 3 tháng quân trường, Hành trang dã từ hay là Thư cho vợ hiền. Hẹn anh có một cuộc trò chuyện nhân dịp về nước chiều ngày 11 tháng 5, Trường Vũ cho biết chỉ muốn chia sẻ khoảng 5 phút thôi bởi chẳng có gì để nói nhiều về mình, lại có chút mệt mỏi vì trải qua một chuyến bay dài. Nhưng khi cuộc trò chuyện bỗng chuyển sang dòng nhạc quê hương, nam ca sĩ Đám cưới nghèo, Thân phận nghèo, Nghèo mà có tình, bỗng hào hứng lạ tường. Vài năm trở lại đây, nhiều ca sĩ hải ngoại thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau đã về nước biểu diễn, nhưng khán giả vẫn thấy thiếu vắng giọng ca đằm thắm mà sâu lắng, tư lự chất chứa nỗi niềm, cùng với phong cách diễn rất mộc, rất giản dị của Trường Vũ. Thứ mà người yêu nhạc quê hương bấy lâu nay mong chờ trong thời buổi nhạc thị trường lên ngôi. Ca sĩ Trường Vũ đã dành thời gian chia sẻ cùng chúng tôi về những ấp ủ trong con đường ca hát. Mời các bạn cùng với kênh Showbiz Hải Ngoại cùng lắng nghe những trải lòng của anh ngay sau đây. Tại sao trong thời gian qua anh ít đi hát trên quê hương như những đồng nghiệp tại hải ngoại? Hồi xưa thì các ca khúc của tôi không được thuận tiện trình diễn cho lắm, điều kiện về Việt Nam cũng khác. Bây giờ thì mọi thứ cởi mở hơn, các ca khúc được duyệt cũng dễ hơn hồi trước. Ngoài ra thì lý do vì sao tôi không về, vì đối với tôi muốn về hát cho khán giả thật sự thưởng thức. Tôi thích hát live chứ không thích hát nhép, hát phải có ban nhạc của mình, chứ bỏ đĩa xá hát thì tôi không hát được. Đợt này thì anh có đưa ban nhạc của mình về không ạ? Tôi đi cùng với 1-2 người từ bên Mỹ qua, cộng tác với bên này thêm 3-4 người nữa. Đợt này tôi về cũng ngắn, 12 tháng 5 tôi diễn ở Trống Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, 13 tôi ra Hà Nội, 14 tôi diễn ở Bình Dương, 15 lại về phòng trà Huy tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy một show đi từ thiện nữa là về nước. Anh thấy khán giả ở Việt Nam như thế nào? Mình mới về nước thì lúc nào cũng cảm thấy hiếu kỳ, người nào cũng vậy, ca sĩ Việt Nam thích ra nước ngoài biểu diễn hơn vì họ thấy mới, có nhiều cái lạ nên thú vị. Nhiều người nói rằng tôi không thích đi tỉnh thì không phải, tôi luôn ao ước tới tận ngày hôm nay nhưng vẫn chưa được thỏa lòng. Vì vấn đề giá vé nghe nhạc tại Việt Nam bán hơi thấp, nên các bầu show khó có thể mướn cho ca sĩ được cùng ban nhạc biểu diễn ở các tỉnh xa. Không đủ điều kiện cho ban nhạc hát live thì tôi không tham gia được, vì thả ít diễn chứ tôi không hát nhép. Tôi chỉ diễn vòng vòng ở Sài Gòn, Hà Nội, cao lắm là Hải Phòng, Đà Nẵng, còn miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên, tôi ao ước đi diễn hết, đi xuyên Việt sẽ càng vui hơn.
Giấc mơ này tới giờ chưa thực hiện được. Đồng nghiệp thân thiết của anh là ca sĩ Mạnh Quỳnh, cũng vừa làm live show hoành tráng ở Việt Nam. Vì sao anh không đứng ra tổ chức một chuỗi tour xuyên Việt để tỏa lòng mong ước? Lúc Mạnh Quỳnh làm show có mời tôi, nhưng tôi bận không tham gia được. Tôi không muốn làm live show vì phải lo nhiều thứ, cực quá. Với tôi không mạnh về quả này. Tôi đi hát trong hơn 20 năm nay, chưa bao giờ ra mắt CD hay là làm live show riêng cả. Vì sao anh lại đi ngược với các đồng nghiệp khác khi nhiều người vừa vào nghề đã ồ ạt ra sản phẩm, tổ chức live show? Đánh tôi không quen bon chen, duyên số đưa tôi làm nghệ sĩ và tôi chỉ thích hát thôi. Thời buổi này khó khăn quá, CD phát hành chưa chắc bán được. Mấy năm trước bán được, tôi cũng không làm. Hay là lý do giá vé thấp ở các tỉnh làm anh ngại cắt xê cho mình không bằng biểu diễn ở Mỹ? Cái này thì không, do vấn đề môi trường ca hát ngày càng xuống đi, không giống như hồi trước. Đối với tôi ao ước là hát cho mọi người nghe, tôi không muốn chạy sâu. Chạy sâu mất thì giờ của mình. Mình hát 2-3 bài một bên, rồi chạy bên kia hát tiếp. Lỡ có gì tới trễ thì bị kẹt. Mình chạy vậy thấy không đúng về mặt nghệ thuật, rồi tiền bạc này nọ. Tôi muốn mỗi tỉnh là một show nhỏ, 400-500 khán giả nghe cũng được, nhưng người ta phải nghe, phải thưởng thức mình hát. Và tôi muốn hàng chục bài trở lên trong show nhỏ của mình. Có một người bạn thân ở hải ngoại nói, anh ít về Việt Nam vì bà xã siết hơi kỹ. Ai nói vậy? Chắc là không có đâu. Trong tương lai thì tất cả các anh em nghệ sĩ nào bên Mỹ được mời thì sẽ về Việt Nam biểu diễn hết thôi, trừ những trường hợp hơi nhạy cảm. Ở Việt Nam khán giả quá nhiều, gần 100 triệu dân. Mình là ca sĩ Việt Nam, về đó đương nhiên là có nhiều show. Ở Mỹ không có khán giả nhiều như vậy, chỉ có những song bài thôi và chỉ hát vào cuối tuần. Một năm có vài ngày lễ thì được hát thêm. Ở Việt Nam thì mình có thể hát hàng ngày, một tuần thì hát 5-6 ngày luôn. Anh không thích chạy show bon chen, vậy thu nhập của anh có được cuộc sống thoải mái không? Bên kia thì show sòng bài bị cắt bớt, chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền. Show giờ có tuần không, sống qua ngày thôi, giàu có thì không có. Giờ thì nhiều trung tâm chết hết rồi, chỉ còn vài trung tâm nữa thôi. Có lời nhận xét, thế F2 tại hải ngoại không còn chuộng dòng nhạc quê hương, nên nhiều nghệ sĩ đã về Việt Nam hoạt động ngày càng đông. Đúng đấy, đối với nhạc quê hương, nhạc vàng, giờ chỉ là những bài hát bất hủ mà bên Mỹ đã nghe nhiều rồi. Một bài cả chục người hát không còn cái mới nữa. Người trẻ bây giờ không màng đầu tư cho nhạc quê hương, bolero, mà còn chạy theo phong trào nhạc Hàn nữa. Anh nhận thấy quê hương thay đổi thế nào kể từ khi rời đi? Quê hương thay đổi nhiều chứ, giờ tôi chỉ cầu mong cho có thêm nhiều bài hát được cấp phép, có những ca khúc rất hay về người lính. Tôi không hát bài chống đối đâu, mà chỉ hát về tình yêu thời chiến, cuộc đời lính mộc mạc, rất mong Sở Văn hóa sẽ cấp phép. Tôi cũng muốn biểu diễn ở nhiều nơi, bởi cứ xuất hiện ở Sài Gòn hay Hà Nội. Đương nhiên người ta ăn ngoài một món người ta cũng chán. Bạn nên nhớ, tôi không có nhiều bài hát để diễn. Một ca sĩ chỉ tủ cao tay nhất là 20 bài, những bài kia là phụ thôi, chứ không phải là nghe chính. Nhiều nghệ sĩ đã đa dạng dòng nhạc để chiều thị yếu của khán giả. Vì sao ca sĩ Trường Vũ bó mình ở một gu? Đương nhiên là mình sẽ mất đi tính cạnh tranh, nhưng tôi không đa dạng được. Tôi không màng chuyện đó vì tôi nghĩ mỗi người có một phong cách riêng biệt. Trong trường hợp đa dạng thì phải hay kìa, chứ cho Vũ hát nhạc trẻ này kia, mình cảm thấy mình hát được, nhưng người ta nghe không thu hút. Mình không thể hát như kiểu hát karaoke, những bài đó thuộc về người ta mà. Giờ mình hát, chắc chắn mình sẽ thua người ta. Tại sao mình không nghĩ mình có một con đường thôi? Hát nhạc quê hương thì hát nhạc quê hương, có thể chạm qua ranh giới một chút xíu, chứ không phải là lấn sân luôn qua người ta được, thua người ta liền. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe những tâm sự của danh ca Trường Vũ. Anh có chia sẻ rằng các xe thu nhập của mình chỉ đủ sống qua ngày. Hy vọng rằng trong tương lai, Trường Vũ sẽ có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Cũng xin chúc các bạn thính giả của kênh Showbiz Hải Ngoại sẽ có một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Những người làm chương trình chúng tôi cũng rất hy vọng rằng video ngày hôm nay đã cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích. Để có thể theo dõi được những video tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Showbiz Hải Ngoại các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!